Rồi, xin chào cô chú anh chị. Đấy, hôm vừa rồi lên cái video về cái cây sắt 50 x 100 đúng không? Và ly tư, cái cây sắt này đây em quay gần đây là test được 3 túi vít, 3 túi vít, mỗi túi là 200, con này là vít tôn 2mm, 200 túi vít thì test được 600 mà vẫn chưa hết quả pin 2.0 của Pingnan. Thì hôm nay lại phải lấy một con máy cắt ra để cắt. Đấy, hôm trước có ông đến ông ấy gạ là bán cho anh hàng test đi, thế là lỡ tay bán mất rồi. Hôm nay là có cây sắt thì phải cắt thì là cắt thôi. Đấy, tiện test luôn cho anh em. Con này thì hiện tại thì Hukan đang có 3 mã máy cắt sắt bàn. Con này thì nó là phân khúc bình dân nhất, giá rẻ nhất. Đấy, cái mã của nó đây em quay xuống cho mọi người. Đấy, con này thì nó là dòng Gen 1 CM2250. Thế còn cao hơn thì nó có mã 2500. Tức là 2500W này, con này là 2250W này. Đấy, còn cao hơn là 2500W và cao hơn nữa là 2800W. Đấy thì con 2500W giá màu xám là 1.600.000. Con 2800 giá là 2.200.000. Đấy, tùy theo phân khúc thôi, mình làm công trình đến đâu mà tài chính mình đến đâu mình đầu tư đến đó thôi. Đấy, con này thì sẽ là hàng chính hãng, sẽ được bảo hành là 12 tháng. Đấy, dòng cắt sắt này thì bên em vẫn bán rất là nhiều nhá. Đấy, đa số là anh em làm công trình thôi. Con này dùng gia đình được, con này dùng gia đình giá rẻ. Dùng mấy con triệu làm cái gì, đúng không? Triệu ba, triệu ba đầy đủ hết nhá. Đấy, cả lây cả liếc này. Đấy, đây, sẽ test cho anh em con này như xác nó rơi tầm 10 cân thế nào nhỉ. Ủa, vỡ đá, chết chết, vỡ đá. Tiếng máy con này thì kỳ êm luôn, phải nói là rất êm. Hàng bình dân như này là ok rồi, đúng không? Cắt rất là đẹp. Đấy, này thì em cắt gọn vào để sau hôm nào có dịp thì test tiếp. Một cây này chỗ em bán là 380, biết cho anh em giá như nào. Giá ở Hà Nội. Cực kỳ mượt luôn. Em thì không phải thợ đâu nhé, anh em cắt về
ly luôn, đây cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là giờ Hồ Can làm hàng rất là đa dạng. Triệu ba có một phát đây, một phát đây, nốt cố gắng lắm phát đây. Đấy, nốt phát nữa nhá. Anh em thấy con hàng triệu ba này chạy rất ổn đúng không? Cuối đây. Đấy, cực kỳ ok nhá. Mã CM2550. Đấy, mình có tài chính cao hơn thì mình dùng những con máy nó khỏe hơn, chất hơn. Đấy, 2500 hoặc 2800 mọi người nhá. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.